Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dân năm 2022, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Tuyên Hóa đã đến thăm chúc Tết và trao quà cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Dịp này, hội đã trao 27 suất quà Tết cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam hỗ trợ 17 suất, mỗi suất 500 000 đồng. 10 suất do Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện hỗ trợ, mỗi suất 200 000 đồng. Tại các nơi đến thăm, ban đại diện hội người cao tuổi huyện đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc thọ, chúc tết cả cụ và gia đình đón xuân mới nhâm dân vui tươi đầm ấm, hạnh phúc. Mong muốn cả cụ tiếp tục là những tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần tích cực đồng viên con cháu học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.